Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của Từ Đường Kisato. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu từ đường. Nhà thờ họ đẹp linh thiêng của gia đình anh Nguyễn Văn Tuân có địa chỉ tại huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tọa lạc trên khuôn đất vuông vức, tổng thể công trình được bao bọc bởi hệ tường rào kiên cố tạo hình họa tiết xi măng bắt mắt. Nhìn từ góc độ này có thể thấy một màu đỏ uy nghiêm hiện lên như một lời khẳng định cho sự thiêng liêng của vùng đất này. Mái ngói đỏ tạo hình xếp lớp vảy rồng tượng trưng cho phần thiên mang đến ý nghĩa thu hút linh khí từ trên cao vào cho gia chủ, dòng tộc được an khang, an lạc. Riêng mái bo bê tông, thiết kế tạo hình khối hoa văn độc đáo đậm chất truyền thống. Giữa đỉnh mái đặt chiếu thư với những chi tiết rồng cuộn điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, chiếu thư có ý nghĩa trong phong thủy giúp ngăn chặn những nguồn tà khí xâm nhập. Nằm ở đỉnh nóc từ đường, kim nóc được đặt cân xứng hai bên với ý nghĩa chống hỏa hoạn, thiên tai. Trong phong thủy, kim nóc là một trong 9 đứa con của rồng có vai trò hô mưa gọi gió. Từ đường được đôn cao hơn so với nền, lối lên là những bậc ngũ cấp được ốp đá hoàn toàn, mặt bậc được làm nhám tăng độ ma sát nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Chính giữa công trình ngăn phần bậc ngũ cấp dẫn lên cửa và được bố trí một chiếu đá và lan can chạm khắc rồng bay vô cùng tinh xảo, ắt hẳn phải là những nghệ nhân tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm mới có thể tạo nên được những tác phẩm hoàn hảo đến thế. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, lan can đá cũng góp phần đảm bảo tính an toàn, thuận tiện cho việc đi lại hơn. Ngoài ra, phía đầu hồi được đặt đôi cột trụ đồng với những dòng chữ Hán nôm mang ý nghĩa răn dạy con cháu. Trên đỉnh cột là tứ phụng ngả đầu về bốn phía có ý nghĩa nhắc nhở con cháu dù có ở đâu vẫn luôn nhớ về tổ tiên. Ngoài ra, tứ phụng còn có ý nghĩa khẳng định vị thế chủ quyền với đất trời về sự hiện diện của vùng đất linh thiêng này. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn mẫu từ đường, nhà thờ họ đẹp linh thiêng của gia đình anh Nguyễn Văn Tuân. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của Từ Đường Kisato.